Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Vâng, chúng ta lại cùng nhau giao lưu với cây xanh Hữu Bằng. Đó là vườn cảnh nhà anh Nguyễn Duy An, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ở những cuốn video trước, tôi đã giới thiệu với các bạn đến số tác phẩm là 190. Hôm nay chúng ta cùng nhau giao lưu đến tác phẩm 191. Vườn cảnh cây xanh Hữu Bằng liên tục được bổ sung những tác phẩm mới từ mọi miền đất nước đổ về đây. Đợt này anh nhập về nhiều những cái tác phẩm đặc sắc hơn, tinh mịn hơn, và đặc biệt nhất đó là cái lối chơi rất là phong phú về chủng loại. Không chỉ có xanh si đa đề mà còn những dòng cây khác như là sam hương, mai chiếu thủy, các loại linh sam, thông, tùng, hoa giấy, rất là đa dạng. Đến với cây xanh Hữu Bằng, đến với vườn cảnh Duy An, chúng ta sẽ được thưởng thức nhiều những cái nét đẹp bonsai nghệ thuật từ khắp các vùng miền trên đất nước hội tụ về đây. Bây giờ chúng ta cùng với anh Duy An sẽ chia sẻ để giao lưu, giao dịch từ tác phẩm 191 trong cuốn video này. Vâng, tác phẩm số 191 đó là cây si. Đây là một cây si búp hồng. Nhưng mà tôi ngắm thì nó có cái nét của cái dòng si tai chuột. Bởi vì thứ nhất là si tai chuột thì thân cốt thì thường nhỏ nhưng mà dễ rất nhiều. Và cái bước tạo răm của si tai chuột thì rất là dễ. Nó cũng như là cây xanh Nam Điền, răm rất ngắn, cô lại thì lá sẽ nhỏ tí xíu và chậm lớn. Đó là cái điểm nhấn mà để chúng ta thích chơi dòng chai si tai chuột là như vậy. Và bây giờ với cây si được báo giá là 20 triệu. Chúng ta cùng với anh Duy An cùng nhau chia sẻ. Trước hết là ta quan sát cái thông số. Cây này đã thôn trậu là hơn 10 năm rồi bác ạ. Chiều cao là 40. Bề ngang tán là 6,2. Và cây này chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái đường kính thân nữa. Bởi vì qua cái form cây tổng thể như thế này chúng ta được biết, như tôi đã nói giới thiệu là cái dòng si này thì nhiều rễ, thân cốt nhỏ nhưng mà rễ tạo vách rất đẹp ở cái bóng cây đa làng. Bây giờ anh quay đi. Rồi, dừng lại nhé. Đấy. Rồi, quay từ từ trở lại cái vị trí ban đầu đi. Rồi. Vâng, chúng ta ngắm lại tổng thể phía bên phải của cây si một lần nữa. Để chúng ta chuyển sang tác phẩm tiếp theo. Được rồi ạ. Tác phẩm số 192, một cây tường vi. Vâng, ở cái độ thời gian này chúng ta chơi lộc. Lộc tường vi đưa ra màu phớt hồng rất đẹp. Sau đó đến mùa hè thì đó là chơi hoa. Trở về cuối thu đầu đông thì chúng ta lại chơi tay xương. Tường vi chơi mỗi mùa một phong cách chơi khác nhau, rất đẹp. Cây tường vi được báo giá là 2.500.000. Nơi mới là mặt phải. Thôi được rồi đấy anh ơi, chuyển đi. Thôi được rồi, cây này không cần thông số đâu. Vâng, tiếp đến tác phẩm số 193. Đó là một cây xanh Nam Điền. Một cây xanh tầm nhỏ với cái nét đẹp rất là tán bay này, răm dày, thân côn. Và đặc biệt nhất cái phần bệ đã tạo lũa với cái nét lũa rất là có hồn. Anh quay check một tí đi. Đúng rồi, giữ lại nhá. Đấy, tôi sẽ chụp cái ảnh đại diện nói về cây xanh Nam Điền đẹp như thế này. Được rồi, cây xanh đó báo giá là 9 triệu đồng. Với thông số chiều cao là 34, ngang tán là 42, hoành thân là 35 và gốc là 55. Bây giờ anh quay từ từ đi. Vâng, xét về tổng thể hình bóng của một tác phẩm hoàn thiện như thế này cũng rất là đẹp rồi. Rồi, đứng yên. Được. Nói chung là một tác phẩm xanh như thế này thì ngắm các phía. Phía nào cũng đẹp. Chơi một tác phẩm tinh mịn như thế này, tôi nghĩ là cái báo giá rất là hợp lý rồi. Vâng, được đấy. Rồi, anh chuyển tác phẩm khác đi. Tiếp theo đó là cây số 194, một cây ổi ta. Thoạt nhìn tôi thấy có cái nét rất là tựa cái cây ổi chữ tâm. Nhưng mà với cái phần gốc đưa lên hơi nó chưa được cao lắm. Nó là già, vâng, trộn rồi. Nhưng mà một cây cũng rất là già. Đòi hỏi một thời gian nữa để tạo nhiều răm hơn. Cây ổi nhìn rất là xinh xắn đây. Với báo giá là 3 triệu 500 ngàn. Anh quay đi. Thôi. Được rồi. Thôi, cây này không cần thông số đấy. Đấy, anh bê đi. Rồi. Vâng, tiếp đến một cây sam hương đúng không? Vâng, sam dựa đá. Vâng, cây sam hương tựa vào vách đá. Nhìn rất là nghệ thuật. Cây số 195 với báo giá là 1 triệu 200 ngàn. Anh bỏ cái tờ giấy đi. Đấy, để chúng ta nhìn được hết luôn. Đẹp đấy. Nó là hàng để bàn vui mất mà. Đúng rồi, anh quay đi. Quay từ từ đi. Dựa đá. Được rồi, được rồi, được rồi. Nhìn đằng này đẹp hơn anh ạ. Nhìn đằng này nó có hồn hơn, bởi vì nhìn được cả đường đi của thân, dây, cây và rễ, cái nét nghệ thuật như thế. Còn nhìn bên kia nó ẩn quá. Anh quay trở lại một tí. Đấy, hay đấy. Rất hay. Nhưng mà nếu mà cái tay một đấy, anh đưa một ít nhánh, không, đưa sang phiên bên này viên đá. Tức là anh uốn một ít để đưa sang bên này về, nó ngược trở lại một tí thì rất đẹp. Được rồi. Cây này giá 1,2 triệu à? Vâng. Được, chúng ta đang quan sát một cây sam hương tựa đá cũng rất là hay, nghệ thuật. Để bàn, phòng trà, phòng làm việc. Đấy, đẹp rồi. Đấy nhá, anh chuyển cây khác đi. Và cây số 196, chúng ta lại đến với một cây linh sam. Với báo giá là 4 triệu đồng. Cây linh sam tuổi rất là cao. Toàn bộ những cái vết cắt để thu thân tạo cái dáng côn đẹp như thế này đã liền sẹo hết rồi. Dừng lại. Vâng, đối với tác phẩm này thì chúng ta thường xuyên sẽ bấm chặn để cho nó tạo thành những cái tán rất mỏng và vay, nó không lẫn tán. Chỉnh sửa lại một chút thì cây này nhìn cái bóng rất là tuyệt vời đấy. Đấy. Cái này dáng của nó nhìn thích rồi anh ạ. Cái dáng của nó quá đẹp luôn. Nó nặng, tuyệt vời đấy. Vâng. Phía dưới cái tán của nó anh lại có một cái đôi trâu với lại một vài chú trẻ chăn trâu thổi sáo, tuyệt vời nha. Cái nhìn cái dáng của nó nhìn nó thích thích. Rồi, chuyển cây khác đi anh ơi. Chúng ta lại đến với một cây hồng ngọc mai. Cây hồng ngọc mai được báo giá là 1 triệu đồng. Số 197. Vâng, đặc điểm cây hồng ngọc mai thì chúng ta được biết đấy, màu hoa tím rất là đẹp mà lại có hương thơm quyến rũ. Với hồng ngọc mai thì chậm lớn, lá nhỏ. Chơi dòng bonsai cũng rất là đẹp. Vâng, bởi vì ít nhiều thì nó cũng phải là cây hàng hoa mà. Và cái rễ của hồng ngọc mai về sau này cũng phát triển rất nhanh, nó rất nhanh to. Là đẹp đấy. Rồi anh chuyển cây khác đi. Không phải, nó hòa có, nó lụ. Vâng, tiếp đến một tác phẩm rất là đặc biệt. Nói đến hình ảnh này chúng ta lại nhớ đến anh Nguyễn Huynh ở Văn Giang, Hưng Yên, với những cái tiểu cảnh rất là có hồn. Đó là một cây du. Một cây du dáng huyền, trực huyền. Cây số 198 với giá tiền là 4.500.000. Bỏ cái bức tranh, kể cả cái viên đá thôi, chủ nhân đã khéo chọn. Viên đá này sẽ đặt chìm một phần như theo cái ngấn đây này, ở trong lòng đất thôi. Cũng hay, hoặc là đặt ở ven non bộ. Anh quay cái du đi cái. tôi nhìn người xung quanh đấy. Dừng lại nhá, bởi vì đây là mình đang chia sẻ bonsai mà, chia sẻ bonsai là chính thôi. Còn các cái tiểu cảnh phía dưới chẳng qua là phụ họa ở hàng xứ. Được đấy. Chắc là họ sẽ gắn chắc rồi, đi lại chắc an toàn đấy. Nếu mà đi lại chắc phải dùng bằng kính chắc cuốn vòng quanh để làm sao để chắc nhất. Đúng rồi, nó sẽ an toàn đến vậy. Vâng, một tác phẩm này rất là tuyệt vời đấy. Với giá báo là 4,5 triệu tôi nghĩ là sẽ rất là ok. Chiều cao anh đo nào nhỉ? Chỗ bên trên là cời 28 là chiều cao của cời, chiều đủ là 40. Còn viên đá là từ mặt viên đá đến giờ là 60 mm. Tức là cao cả toàn bộ tất cả đá cả cây là 65. 65 và ngang đời không phải 60. Cháu làm mới cái cây không đỡ thon được cháu đỡ phải viên đá. Cây này một người bê được đúng không? Một người bê. Anh đứng hàng sau anh bê cho tôi. Cây này là chia sẻ xong rồi. Đấy, anh đứng lên anh bê đi. Dừng lại một tí. Được. Rồi anh chuyển cây khác nhé. Bộ tư. Vâng, tiếp đến cây số 199, đó là một cây sam. Sam bông ạ. Cây sam bông à? Vâng. Rồi. Cái này nó lồ lớn quá bác ạ. Cây sam bông được báo giá 1 triệu à? Vâng, 1 triệu ạ. Anh quay đi. Ok. Thôi được rồi, chuyển cái khác đi. Vâng, tiếp đến là tác phẩm số 200. Đây cũng là một tác phẩm cuối cùng trong cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp video sau. Cây xanh quê dáng siêu, với giá báo là 8.500.000. Trời ơi, nó thuần trộn mười mấy năm rồi đấy bác ạ. Rồi, anh quay đi, quay. Đây rồi. Rồi. Cây cũng rất là già, bởi vì ta thấy cái màu rễ của thân cây đã chuyển màu vàng óng hết rồi. Chiều cao tổng cây là 45 cm. Ngang tán này là 55. Vâng. Được rồi. Tôi xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển sang cuốn video sau, đến với vườn cảnh Duy An để chúng ta tiếp tục giao lưu. Rồi, anh chuyển đi.